Thanh niên này tên là Chihiro, một học sinh trung học bình thường với sở thích đọc truyện và xem phim thể loại zombie. Người bình thường khi gặp phải nữ zombie sẽ táng vào đầu nó nhưng nếu là Chihiro thì có cái nịt vì anh sẽ bắt nó đem về nhà để làm vợ. Gấu sàm cũng cạn lời vị hào hán này ăn mặn quá. Gia đình Chihiro có nuôi một bé mèo cu te nhưng trong một lần không để ý con mèo đã bị xe tải cán khi băng qua đường. Không thể chấp nhận được sự thật này, Chihiro đã tìm cách điều chế thuốc hồi trinh trong một cuốn sách anh mới tìm được chihiro đào sát con mèo lên và bảo quản nó bằng đá lạnh đang chế thuốc thì chihiro bất ngờ nghe thấy tiếng hét của một cô gái chihiro lập tức nhận ra cô gái này tên là sanka một hot girl nhà giàu vừa mới chuyển đến học tại ngôi trường nữ sinh ngày hôm sau sanka lại tiếp tục đến để hét vào cái giếng có vẻ như cô ấy đang có chuyện buồn và cần một nơi để trút giận đúng lúc này chihiro bất cẩn đánh rơi chai nước ngọt khiến cho sanka giật mình ánh mắt của hai người lập tức chạm vào nhau thì ra Sanka không thể chịu nổi sự quản giáo nghiêm khắc từ gia đình nên cô ấy thường xuyên đến nơi này để giải tỏa cảm xúc. Sau khi biết được Chihiro đang điều chế thuốc hồi trinh để làm cho con mèo của mình sống lại Sanka cảm thấy rất hứng thú. Chihiro thấy Sanka khá là dễ thương nhưng đáng tiếc là anh đây chỉ thích zombie thôi nên sinh như em cũng không thể có được anh. Kể từ ngày đó hai người bắt đầu làm quen với nhau, Những lúc rảnh rỗi Sanka còn tìm nguyên liệu để giúp Chihiro chế thuốc sanka vốn được sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có nhưng vì một nguyên nhân nào đó khiến mẹ luôn lạnh nhạt với cô còn cha của sanka là một người nghiêm khắc và thích kiểm soát mỗi năm ông đều chụp ảnh khỏa thân của con gái vào ngày sinh nhật cuộc sống như vậy khiến sanka cảm thấy bức bối hồi cấp hai sanka từng có một người bạn rất thân hai người thường xuyên tâm sự và chia sẻ những bí mật cùng với nhau đến một ngày nọ bố của cô bé kia đột nhiên bị đuổi việc và cả nhà cũng phải dọn đi chính bố của sanka đã làm chuyện này vì ông ta không muốn con gái kết bạn với những kẻ tầm thường Ngày hôm nay Chihiro đã thu thập đủ toàn bộ nguyên liệu. Anh ấy nhanh chóng điều chế thuốc rồi đổ vào miệng của con mèo nhưng sau một lúc lâu mà vẫn không thấy có phản ứng gì. Có vẻ như kế hoạch hồi sinh con mèo của Chihiro đã thất bại. Trên đường đến đây Sanka không may bị trượt ngã. Thấy chân của Sanka vẫn còn đau nên Chihiro đã chở cô ấy về tận nhà. Nào ngờ chuyện này đã bị ông bố của Sanka chứng kiến. Cô gái này là chị họ Saori của Chihiro. Cô ấy cảm thấy thời gian gần đây hành tung của thằng em rất bí hiểm và đáng ngờ. Sao Di đang định kiểm tra bên trong cái hộp nhưng một cái bóng đen bất ngờ thoát ra ngoài rất nhanh khiến hai người không kịp trở tay. Ở một nơi khác Sanka đã cảm thấy quá áp lực với cuộc sống nên cô đã giữ lại một ít thuốc của Chihiro với mục đích tự tử. Tuy nhiên sáng hôm sau Sanka vẫn tỉnh dậy và không có chuyện gì xảy ra. Ông bố không muốn con gái học chung với những kẻ thấp kém nên ông ta đã quyết định để cho con gái tự học ở nhà. Sanka trốn ở đằng sau cánh cửa tình cờ nghe được chuyện ông bố đã biết về Chihiro và đang muốn cử người đi thiến anh. Lúc này thanh niên vẫn hồn nhiên chưa biết gì. Chihiro cảm thấy rất vui vì thuốc hồi trinh của mình đã điều chế thành công. Chỉ là sau khi sống lại con mèo zombie đã không còn nhận ra anh nữa. Chihiro và sorry phải chui vào ống cống đuổi theo nó nhưng đang di chuyển thì bà chị họ đã bị mắc kẹt vì mông quá to. Sanka nhanh chóng chạy đến trường học để báo tin Chihiro sắp bị thiến nhưng hiện tại anh ấy không có mặt ở trường. Sanka cũng không biết sự thật là mình đang bị quản gia theo dõi. Lúc này Chihiro đã tìm được con mèo zombie ở trong một vườn hoa màu xanh. Anh phát hiện ra nó đang ăn lá cây cẩm tú cầu. Trùng hợp ông bố của Sanka cũng đến đây để tìm con gái và vị trí mà hai người bọn họ đang đứng ở ngay phía trên Chihiro. Sanka cầu xin ông bố hãy thả tự do cho mình vì cô ấy không thể sống trong một gia đình cực kỳ thích kiểm soát và áp đặt. Tất nhiên là ông ta không đồng ý chỉ muốn đưa con gái về nhà, nhưng hành động kéo tay đó đã khiến cho con mèo zombie nổi giận. Ông bố lập tức cầm roi định đánh đuổi con mèo nhưng ông ta lại không ngờ được con gái mình lại lấy thân đỡ roi cho nó. Hậu quả là Sanka đã bị ngã xuống từ trên vách núi cao. Tuy nhiên ngay sau đó Sanka đã đứng bật dậy trước sự khiếp sợ của Chihiro, thì ra lọ thuốc hồi sinh mà Sanka đã uống để tự tử bây giờ mới phát huy ra tác dụng. Bây giờ thì ông bố thích kiểm soát đã không thể nào khống chế Sanka được nữa vì cô ấy đã không còn là một con người. Sanka đã áp dụng kỹ năng may vá mà cô ấy học được tại ngôi trường nữ sinh để may lại vết rách ở phần bụng của mình. Chihiro còn phát hiện đôi mắt của mèo zombie đã trở lại bình thường có vẻ như điều này liên quan đến việc con mèo đã ăn lá cây cẩm tú cầu. Sau khi trở thành zombie, Sanka không có biểu hiện gì khác thường và tính cách của cô ấy cũng chẳng có chút thay đổi nào. Trong lòng của Sanka thực sự cảm thấy rất vui vẻ vì bây giờ cô ấy đã có thể trải nghiệm cuộc sống của một nữ sinh bình thường. Lúc này bản năng zombie thôi thúc Sanka chén Chihiro, thanh niên tí nữa đã oằn nếu như không có tiếng gọi của bà chị họ. Sự thật là Sauri vẫn còn khá cay cú vì bị thằng em bỏ rơi trong ống cống nên cô cố quyết định tìm nó đấm cho vài phát để trả thù. Sau khi về phòng Chihiro phát hiện Sanka không thể cử động. Đây chính là hiện tượng có cứng tử thi, sau khi chết những khớp xương sẽ khó chuyển động vì phần thịt và cơ bắp bị teo lại. Điều đó có nghĩa là nếu cứ để Sanka tiếp tục thế này trong một thời gian dài thì toàn bộ da thịt trên cơ thể của cô ấy sẽ bị mục rữa. Chihiro phải nhanh chóng tìm cách bảo quản Sanka. Ban đầu Chihiro tính dùng quyển sách nói về những thủ thuật ướp xác của em gái nhưng nó đã lỡ cho bạn cùng lớp mượn. Để cho an toàn, Chihiro đã dán tấm biển không phận sự miễn vào trước cửa phòng của mình và giấu Sanka ở trong ngăn tủ đựng đồ. Em gái thấy phòng anh trai ở bần đang muốn đi vào dọn phòng như Chihiro đã kịp thời ngăn nó lại không thì toang. Buổi chiều sau Di đến chơi, nghe bà chị họ kể chuyện có một tiểu thư nhà giàu đã bỏ nhà theo trai mà Chihiro cảm thấy hơi nhột sau đó sao di đi vào phòng của chihiro để xem ngoài phim zombie ra thì thằng em có thích xem phim sẽ gây giảng hòa không sao di đột nhiên tìm được một sợi tóc màu đen rất là dài thì ra không biết từ lúc nào sanka đã tỉnh lại và bám trên trần nhà sanka lập tức nhảy xuống khống chế sauri bản năng zombie mách bảo cô ấy phải lột quần áo của con mồi ra để thịt luộc nghe thấy tiếng động chihiro lập tức đi vào phòng nhưng anh ấy còn chưa kịp làm gì thì đã bị sanka bắt lại để cưỡng hôn Cơ mà em zombie này khỏe quá ôm làm thanh niên muốn ná thở luôn á. Nhìn thấy cảnh này sau đi cực kỳ tức giận, không ngờ thẳng em lại dám giấu gái sinh không mặc đồ ở trong phòng. Lúc này Sanka đột nhiên trèo ra khỏi phòng để đi theo con mèo zombie. Chihiro nhanh chóng phát hiện cả hai đã đi vào bên trong một vườn hoa màu xanh và đang ăn lá của cây cầm tú cầu. Sau khi ăn xong ý thức của Sanka đã trở về như bình thường. Có vẻ như tác dụng của lá cây cầm tú cầu chính là kéo dài công hiệu của thuốc hồi sinh nên con mèo zombie mới ăn nó. Mặc dù người chết có thể sống lại nhờ thuốc, nhưng sau một thời gian khả năng vận động và ý thức của người đó sẽ dần mất đi. Ông nội Chihiro nói rằng lá cây cẩm tú cầu chỉ có thể làm chậm sự phân hủy của xác chết chứ không thể ngăn cản quá trình này xảy ra. Nếu như Chihiro không thể tìm được cách bảo quản cơ thể của Sanka thì đến một thời điểm nào đó cô ấy vẫn sẽ bị mục giữa. Hiện tại Sanka không thể trở về nhà được nữa nên Chihiro đã xin bố mình cho cô ấy ở lại nơi này. Cuối cùng Chihiro cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của bố mình. Chihiro còn ghi lại những hành động và biểu hiện thường ngày của Sanka để tiện cho việc sớm tìm ra cách bảo quản phù hợp với cô ấy. Lần trước trong lúc mất đi ý thức Sanka đã chủ động hôn Chihiro nhưng khi con nhỏ tỉnh dậy thì nó lại chối luôn mười cay. Để việc theo dõi được dễ hơn, Chihiro đã sử dụng một cái máy quay để ghi hình Sanka cơ mà ông cháu đang quay cái gì vậy? Đến bữa tối bố của Chihiro hỏi tại sao Sanka không xuống ăn cơm thì thanh niên mới nói dối rằng Sanka ngại nên không muốn ăn. Từ khi trở thành zombie, Sanka không thể ăn thức ăn của con người vì cô ấy đã mất đi vị giác và khả năng cảm nhận mùi vị. Hiện tại bọn họ chỉ có thể ăn lá cây cẩm tú cầu để kéo dài thời gian của mình. Sau khi ăn xong, Chihiro dẫn Sanka ra ngoài đi dạo. Bởi vì vẻ ngoài không có sự thay đổi nên mọi người xung quanh không thể nhận ra cô ấy là một con zombie. Tuy nhiên hai người lại không biết rằng hành tung của họ đang bị ông quản gia theo dõi. Sanka còn cảm ơn Chihiro vì nhờ có thuốc của Chihiro và cô ấy mới có thể biến thành zombie và thoát khỏi gia đình của mình. Lúc này một chiếc xe bất ngờ lao tới, Sanka lập tức đẩy Chihiro ra nhưng cô ấy quá khỏe nên suýt nữa đã làm thanh niên đăng xuất. Thấy cánh tay của Chihiro bị chảy máu, Sanka không nhịn được đã dùng lưỡi liếm vào vết thương của anh. Hôm nay là ngày chủ nhật không phải đến trường đi học nên Chihiro đã chạy tới cửa hàng của bà chị họ để phụ giúp công việc kinh doanh. Mẹ của Saoji liên tục đẩy thuyền cho hai người nhưng đâu biết rằng Chihiro chỉ thích zombie và không có hứng thú với người thật. Số hưởng mà không biết hút chán thanh niên thực sự luôn á. Hồi nhỏ trong một lần đi chơi sau Di đã vô tình lạc vào nghĩa địa và người đã nắm tay dẫn cô ấy ra ngoài chính là Chihiro. Từ đó trong lòng của Sao Di đã luôn thích thầm Chihiro. Nhưng rồi Sao Di nhanh chóng phát hiện ra Chihiro chỉ thích xem phim zombie chứ không chơi Free sống dai thành bà ngoại như những đứa trẻ bình thường khác. Cũng chính vì sở thích kỳ lạ này nên Chihiro luôn bị những đứa trẻ khác xa lánh và bắt nạt. Những lúc như vậy Chihiro cảm thấy rất buồn chỉ biết ngồi một mình trong khu nghĩa địa. Cậu ấy cũng không hề sợ hãi nơi này vì thường xuyên thấy nghĩa địa trong phim zombie. Chihiro không có một người bạn nào để chơi cùng ngoài Saoji. Từ nhỏ mẹ của Saoji đã cảm thấy Chihiro rất dễ thương cho nên cô ấy luôn mong Chihiro có thể làm con rể của mình. Lúc rảnh rỗi hai người thường đến cửa hàng băng đĩa để thuê phim về xem nhưng Chihiro chỉ chọn toàn phim kinh dị zombie. Đối với Chihiro phim zombie không đơn giản chỉ là một bộ phim mà nó còn là một cái gì đó mang vẻ đẹp đầy tính nghệ thuật. Trên đường về hai người gặp phải một con chó dữ, mặc dù rất sợ hãi nhưng Chihiro vẫn quyết tâm bảo vệ Saoji đến cùng. Từ đó Sao Di đã chắc chắn người con trai mà mình muốn cưới chính là Chihiro. Dù thằng nhỏ có hơi dị một tí thì cô ấy cũng mặc kệ. Nhưng điều khiến Sao Di cay nhất là tên nhóc này chỉ muốn hốt một em zombie về nhà làm vợ chứ không chịu lấy người thật. Trở lại hiện thực sau khi kết thúc công việc trong cửa hàng Sao Di đã bảo Chihiro hãy nắm tay của mình. Bởi vì cô ấy muốn nhớ lại cảnh tượng hai người lần đầu tiên gặp nhau ở trong nghĩa địa. Khi hai người đến một nơi vắng lặng, Sao Di bất ngờ đẩy Chihiro vào tường. Sau đó cô ấy đã tỏ tình với Chihiro và nói ra những cảm xúc thật sự mình đang giấu ở trong lòng. Mặc dù Saoji đã nhận ra thời gian gần đây Chihiro đang dần có cảm tình với Sanka nhưng cô ấy nhất định sẽ không chịu thua. Buổi tối Chihiro trở về nhà để ăn cơm, Sanka và con mèo không thể tiêu hóa được đồ ăn bình thường nên chỉ có thể ăn lá cây cầm tú cầu. Một điều may mắn là Sanka và con mèo cũng không hung dữ như những con zombie trong các bộ phim kinh dị. Sanka không cần đi tắm vì cơ thể không đổ mồ hôi cô ấy cũng không cần dùng nhà vệ sinh vì cơ thể không bài tiết chất thải. Những lúc rảnh rỗi, Chihiro thường lấy máy quay ra để ghi lại những hành động của Sanka khiến cho cô cảm thấy rất xấu hổ. Ngày hôm sau, Chihiro dẫn Sanka đến một trung tâm thương mại để đi chơi và mua sắm quần áo. Chihiro nói Sanka có thể tùy ý chọn mua một bộ quần áo mà cô ấy thích, nhưng nhớ là mua cái nào rẻ rẻ thôi vì anh đây cũng có phải là đại gia méo đâu. Chỉ một việc đơn giản như đi mua sắm đã làm Sanka cảm thấy rất vui nên có thể thấy được cuộc sống ngày trước của cô rất bức bối. Những điều tưởng chừng giản dị nhưng Sanka lại chưa từng một lần được trải nghiệm vì gia đình của cô quá áp đặt. Hai người vẫn hồn nhiên đi chơi mà không biết rằng ông bố của Sanka đã thuê người theo dõi từng hành động của bọn họ. Lúc này hai người đang tham quan một ngôi nhà ma, Chihiro rất thích zombie cơ mà thanh niên này vẫn sợ ma đúng là ảo thật đấy. Chihiro còn mua tặng cho Sanka một chiếc áo đặc biệt có thể mặc nó với nước đá khô để làm mát cơ thể trong thời tiết nắng nóng. Điều này làm cho Sanka cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên cô ấy nhận được quà tặng từ một người con trai. Từ nhỏ Sanka đã được bố mua cho rất nhiều món quà quý giá và đắt tiền nhưng cô ấy chưa bao giờ thấy vui như hiện tại. Nhân lúc Chihiro đi mua nước uống, mấy tên theo dõi định nhân cơ hội bắt cóc Sanka nhưng anh bạn cùng lớp của Chihiro lại đột nhiên đi tới chào hỏi. Thấy đối phương xuất hiện mấy tên theo dõi còn tưởng kế hoạch của mình đã thất bại. Bọn chúng liền rút lui chờ đợi một cơ hội khác để hành động. Rất nhanh những tên này đã phát hiện Sanka đang ở một mình. Bọn chúng lập tức thực hiện kế hoạch bắt cóc Sanka nhưng sau đó tên bốn mắt trong nhóm bất ngờ bị ăn một sút vào mõm. Sau khi trở thành zombie Sanka đã khỏe hơn rất nhiều. Đối mặt với mấy tên bắt cóc khiến Sanka cảm thấy rất sợ hãi nên cô ấy đành phải vác tạm cái ghế phang chúng nó cho đỡ sợ. Mấy thanh niên nhận ra kèo này chắc là không giòn đâu nên bọn chúng đã đổi mục tiêu bắt cóc Chihiro thay vì Sanka. Sau đó chúng bắt đầu gọi điện cho ông chủ để thông báo tình hình. Vì Sanka quá mạnh nên bọn họ chỉ có thể bắt cóc Chihiro. Dù sao thì cũng đã lỡ bắt rồi nên ông ta bảo cứ đem nó đến đây. Chihiro được mang đến ngôi biệt thự của gia đình Sanka. Anh có chút sợ hãi vì không biết những người này sẽ làm gì mình. Rất nhanh một người phụ nữ cầm chai rượu đã xuất hiện bà ta chính là nữ chủ nhân của căn nhà này và cũng là mẹ của Sanka. Bà mẹ hỏi Chihiro đã thịt lục con gái của mình chưa vì hai người đang ở chung một nhà lửa gần dơm lâu ngày cũng miễn phí. Bà ta bất ngờ tiết lộ sự thật rằng mình không phải là mẹ ruột đã sinh ra Sanka, bà chỉ là người vợ sau của bố Sanka. Bà ta vốn là một người hầu, trước khi Sanka ra đời tất cả những hầu gái làm việc trong căn nhà này đều là vợ tương lai của người kế nghiệp gia tộc. Gia cảnh điều kiện và học vấn của những cô gái này đều thuộc dạng xuất sắc nhưng cậu chủ lại không chọn ai trong số họ. Lúc đó bà chủ đã nhanh chóng tỏ ra khác biệt với những hầu gái còn lại, cô rất thông minh và luôn biết cậu chủ đang muốn gì cũng chính vì sự tinh tế và tỉ mỉ trong công việc nên chẳng bao lâu sau bà chủ đã được chọn làm hầu gái chăm sóc cho cậu chủ tuy nhiên đối với cậu chủ thì cô ta vẫn chỉ là một hầu gái không hơn không kém cô còn nghĩ rằng cậu chủ không thích con gái cậu chủ có sở thích đấu kiếm trong một cuộc thi anh ấy đã thành công đánh bại đối thủ trong trận chung kết và giành được giải nhất cậu chủ cực kỳ tức giận sau khi biết đối phương không hề thi đấu hết sức mình và gia tộc của anh đã dùng tiền để mua giải nhưng ngày hôm đó cậu chủ đã gặp được định mệnh của đời mình Người đó chính là mẹ ruột của Sanka, anh đã mang hoa đến cầu hôn cô gái ấy khi cô chỉ mới có 15 tuổi. Mặc kệ những lời can ngăn và đe dọa từ phía gia tộc cậu chủ vẫn quyết tâm cưới cô gái cơ mà thanh niên này hốt em loli 15 tuổi sao lại không bị đi tù nhỉ? Vì sức khỏe không được tốt nên sau khi sinh ra Sanka thì mẹ ruột của cô ấy đã qua đời. Trong thời gian ông chủ tuyệt vọng nhất bà chủ đã ở bên chăm sóc và cuối cùng cô ta cũng có được đám cưới mình mong muốn. Nhưng rồi bà chủ nhanh chóng phát hiện một sự thật là người chồng đã kết hôn lại không hề có tình cảm gì đối với mình. Ông chủ cưới bà chủ đơn giản là vì ông nghĩ rằng Sanka đang còn nhỏ nên cô bé cần có một người mẹ ở bên cạnh để chăm sóc. Cho dù bà chủ có cố gắng vun vén gia đình thế nào đi nữa cũng vô dụng, thứ duy nhất ông chủ quan tâm chỉ là con gái của mình. Việc ông chủ chụp ảnh khỏa thân của Sanka cũng không phải là hành vi biến thái mà chỉ là một loại tình cảm cha con đơn thuần. Bởi vì ông chủ quá yêu người vợ trước nên ông ấy luôn muốn tìm kiếm bóng hình cô ấy trên người con gái của bọn họ. Sau đó bà chủ cởi áo ý đồ thịt luộc Chihiro, cô ta muốn cắm sừng chồng mình để trả thù nhưng thanh niên đã từ chối vì anh đây chỉ thích zombie thôi. Bà chủ thấy vậy bèn ôm con mèo vào lòng để tìm kiếm sự an ủi, nào ngờ con mèo này nó cũng là zombie. Rất nhanh một hầu gái khác đã đi tới dựng Chihiro lên. Em hầu gái nói rằng ông chủ đang chờ đợi để gặp anh nên cô ấy đã đẩy Chihiro đến một căn phòng tối tăm không có ánh đèn. Đây chính là căn phòng yêu thích của ông chủ, nơi ông ta trưng bày những bức ảnh khỏa thân của con gái trong ngày sinh nhật. Sau đó Chihiro lại được đưa đến một nơi khác, nghĩ rằng những người này sắp thiến mình nên anh cảm thấy hơi lạnh đỗng quần. Hầu gái nhanh chóng đẩy Chihiro đi vào một căn phòng rộng rãi đây cũng chính là võ đường nơi ông chủ luyện kiếm. Lúc này Sanka đã bắt taxi trở lại ngôi nhà của mình. Sanka lập tức mở cửa chạy vào nhà để cứu Chihiro nhưng trong lúc sơ ý cô ấy đã bị trúng phải mai phục của đội người hầu. Hai hầu gái bắt đầu lột quần áo của Sanka. Thì ra là hai em này chỉ muốn thay đồ cho cô chủ để chụp bộ ảnh cosplay. Chụp hết ảnh này đến ảnh khác cuối cùng làm Sanka không nhịn được nữa nên đã sử dụng sức mạnh zombie của mình để phá vỡ còng tay. Lúc này ông chủ đang thách đấu với Chihiro. Chỉ cần anh làm ông ta bị thương thì xem như thắng cuộc và có thể rời khỏi nơi này. Nhưng Chihiro biết ông già này mũ phố lọ ti lo quá ghê gớm mình không thể ăn được nên anh ấy đã làm mọi cách để câu giờ. Chihiro liên tục sử dụng võ mồm để công kích. Đá vào thì lời ra làm ông chủ bị chửi rất là cay cú cuối cùng ông ta không thể nhịn được nữa đã xiên cho Chihiro một kiếm. Mặc dù đang bị thương nhưng Chihiro vẫn cố nắm lấy đầu ông chủ, sau đó anh ấy cũng thật mạnh vào đối phương. Nhưng Chihiro chợt nhận ra mình không hề có cảm giác đau đớn sau khi bị thanh kiếm đâm xuyên người. Có lẽ trong lúc Sanka liếm vết thương trên cánh tay của Chihiro, máu zombie đã đi vào cơ thể và biến anh ấy trở thành nửa người nửa zombie. Lúc này ông chủ bất ngờ ra tay đánh lén Chihiro nhưng Sanka đã kịp thời xuất hiện và chặn được mũi kiếm của ông ta. Ông chủ muốn Sanka sang Mỹ cùng mình để chữa căn bệnh zombie với sự giúp đỡ của những bác sĩ và nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên Sanka đã từ chối lời đề nghị của ông ta, so với cuộc sống trước kia thì cô đã cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh bây giờ. Cho dù đó cũng chỉ là một sự tự do ngắn ngủi có thể kết thúc bất cứ lúc nào nhưng Sanka lại được làm những gì cô ấy thích. Lúc này ông chủ mới nhận ra sai lầm của mình. Ông quá nghiêm khắc và bao bọc khiến con gái của mình không có tự do. Nhưng ông ta lại đâu biết rằng mong ước của Sanka đơn giản chỉ là muốn có được một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác. Cuối cùng ông chủ đã tôn trọng quyết định của con gái. Ông đồng ý cho Sanka trở lại sống trong nhà của Chihiro để cô ấy có thể làm những điều mà mình thích. Tuy nhiên nếu Chihiro dám ý đồ thịt luộc con gái của mình thì ông chủ sẽ thịt anh trước. Sau đó hai người trở về nhà để giúp Chihiro băng bó vết thương vì anh ấy chỉ được truyền máu zombie chứ không có bất tử. Nếu Chihiro bị mất máu quá nhiều thì khả năng là anh vẫn sẽ oảng. Sau khi biết tin Chihiro bị thương liền đến thăm anh, cô ấy còn tự giới thiệu mình chính là vị hôn thê từ bé của Chihiro. Thì ra Sao Di nhân lúc Chihiro còn ít tuổi đã dụ dỗ cu cậu đồng ý sau này lớn lên nhất định phải lấy cô ấy làm vợ. Để chúc mừng Sanka trở về nhà em gái của Chihiro đã làm một bàn tiệc phong phú hoàn toàn bằng lá cây cẩm tú cầu. Hiện tại thời gian của Sanka đã không còn nhiều. Chihiro muốn giúp cô ấy hoàn thành những việc chưa làm bằng tất cả khả năng của mình. Chihiro đã dùng mọi cách để bảo quản cơ thể của Sanka như ướp lạnh hoặc dùng thuốc nhưng tất cả đều không có tác dụng. Chihiro dự định sẽ dẫn Sanka đi xem lễ hội bắn pháo hoa tối nay nhưng vì thời tiết mưa bão nên lễ hội đã bị ban tổ chức hoãn lại. Ngày hôm sau Chihiro tìm chị họ để tâm sự về chuyện này. Sau di liền này ra một ý tưởng, đó là bọn họ có thể tự tổ chức một lễ hội bắn pháo hoa tại nhà khi vào phòng giúp Sanka mặc đồ trong khi thay quần áo Sauri đã phát hiện cơ thể của cô ấy đang có dấu hiệu bị hoại tử. Cuối cùng Sanka đã mặc xong một bộ Yukata rất dễ thương. Lúc này Sanka mới tiết lộ với Sauri rằng bản thân đang nghĩ tới chuyện bỏ đi bởi vì cô ấy không muốn trở thành gánh nặng của gia đình Chihiro. Đồng thời Sanka cũng thành tâm chúc cho Chihiro và Sauri sau này sẽ có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Sauri nghe vậy thì rất tức giận. Cái con bé này nếu đã không còn bao nhiêu thời gian nữa thì em phải sống cho hết mình chứ. Sau khi được Sao Di cổ vũ và động viên Sanka nhanh chóng vơi vẻ trở lại. Buổi tối mọi người tụ tập cùng nhau ngắm pháo hoa trong sân nhà một khung cảnh bình dị nhưng rất gần gũi và ấm áp. Ngày hôm sau Sanka đã quay về ngôi nhà của mình, cô cũng trở lại trường nữ sinh để đi học cùng với các bạn. Sanka không muốn phải hối hận nên cô ấy đã quyết định tận dụng thời gian còn lại để hoàn thành tất cả những việc chưa từng làm. Bộ phim đến đây là kết thúc, mọi người nhớ like và ấn đăng ký kênh nhé.